Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã giành quyền kiểm soát Vuleda thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPA. Các báo cáo không chính thức về việc chuyển giao thành phố dưới sự kiểm soát của Nga xuất hiện vào ngày 1 tháng 10. Một ngày sau, vào ngày 2 tháng 10, lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận đã rút quân khỏi Vuleda. Chuyên gia quân sự Oleg Glazunov cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tuyến phòng thủ hiệu quả cuối cùng trên đường tiến về Kiev. Chuyên gia này tin tưởng việc chiếm được Voleda thực chất là một bước ngoặt. Tôi thậm chí còn tự hỏi Ukraine sẽ tiếp tục kìm hãm khả năng phòng thủ của mình như thế nào. Ukraine không có đủ lực lượng dự bị cần thiết để kìm hãm khả năng tấn công. Ukraine cũng mất đi một trung tâm hậu cần quan trọng cung cấp vũ khí, đạn dược, thuốc men và thực phẩm cho quân đội. Khoảng 18 km về phía đông, Voleda có một tuyến đường sắt chính nối Donetsk với Mariupol, Crimea, Zaporizhia và các vùng Kherson. Với việc cắt đứt đoạn Vuleda, quân đội Nga sẽ có thể sử dụng tuyến đường sắt từ Donetsk đến Mariupol. Người ta tin rằng quân đội Ukraine đã rời Vuleda để bảo toàn nhân sự, trang thiết bị quân sự và chiếm giữ các vị trí để hành động tiếp theo. Một người đàn ông chỉ nêu tên là Victor, đại diện của Sở Chỉ huy, một trong những tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 72 cho biết, sau hai năm chiến đấu mà không được luân phiên hay nghỉ ngơi, chúng tôi đã trở thành một đơn vị không chiến đấu, Lữ đoàn đã giảm xuống còn không. Theo ông, cứ mỗi quý lại có một tân binh đến, những người đàn ông trên 50 tuổi được huấn luyện kém. Kết quả là trong số 350 người trong tiểu đoàn của ông có tới 30 chiến binh sống sót. Theo hãng thông tấn TASS, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của lực lượng Ukraine hướng về Plekovo thuộc vùng biên giới Kursk. Ukraine đồng thời đã thực hiện 5 nỗ lực xâm nhập khu vực Novibut nhưng không thành công các đơn vị của cụm chiến đấu phía Bắc tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đội hình của Ukraine gần Dardino, Liubimovka, Noviput, Nikolajevo, Dardino và Plekovo. Quân đội Nga tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và vũ khí Ukraine ở vùng Kursk. Máy bay phản lực và tên lửa của Nga tấn công vào các lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy. Trong ngày, Ukraine được cho là đã mất hơn 300 chiến sĩ, 4 xe bọc thép, 6 khẩu pháo, trong đó có hai hệ thống pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất, một hệ thống pháo tự hành Archer do Thụy Điển sản xuất và ba xe quân sự. Ngoài ra, phòng không Nga cũng bắn hạ nhiều máy bay không người lái do Ukraine triển khai ở Kursk. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 19.800 người, 135 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép trở quân, 864 xe chiến đấu bọc thép, 577 xe quân sự, 162 khẩu pháo, 33 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 8 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, 9 bệ phóng tên lửa phòng không, 5 xe vận chuyển và nạp đạn, 40 trạm radar, 9 radar chống pháo. 3 radar đa đa phòng không, 19 thiết bị kỹ thuật và các thiết bị khác, bao gồm 11 xe phá hủy kỹ thuật, một đơn vị giả phá bom mìn UR-77 và hai xe sửa chữa bọc thép. Trước đó, các nguồn tin quân sự cho hay tình hình đã leo thang ở phía nam quận Suzansky, nơi quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực. Theo thông tin của nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga, sự chú ý chính tập trung vào khu vực định cư Plekovo. Kênh Telegram Thomas cho hay, mặc dù thực tế là bản thân khu định cư Plekovo vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine, nhưng các đơn vị Nga đang dần đẩy lui đối phương ra khỏi các vùng lãnh thổ lân cận. Sự tiến quân của quân đội Nga cũng được ghi nhận ở quận Kodenevsky, nơi các trận chiến diễn ra ở các khu vực rừng rậm. Theo hướng này, quân đội Nga đang tự tin giành quyền kiểm soát với các vị trí mới, phát triển thành công cuộc tấn công hiện tại không có hoạt động quân sự nào diễn ra trên khu vực biên giới ở quận gloskovsky ukraine hiện đang tập trung vào việc tập hợp lại các đơn vị và bổ sung tổn thất mà không thực hiện các bước tấn công tích cực dự kiến trong tương lai gần quân đội nga sẽ tiếp tục phát huy thành công ở phía nam quận sutjansky và các khu rừng theo hướng korenevsky điều này có thể dẫn đến việc lực lượng vũ trang ukraine phải chấp nhận rút quân Nga đã triển khai bom FAB-3000 gắn cánh lượn trong khi Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ nước này. Lực lượng không quân vũ trụ, gọi tắt là VKS, của Nga bắt đầu thả bom FAB-3000 gắn cánh lượn vào nhiều vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine, gọi tắt là VSU, ở tỉnh Loại bom này có sức công phá mạnh mẽ. Tập đoàn Công nghệ Rostec của Nga trước đó cho biết FAB-3000 có lượng thuốc nổ khoảng 1 tấn rưỡi và sóng xung kích của nó có thể phá hủy các mục tiêu như điểm cố thủ, cỡ trung đội và các cộng sự lộ thiên trên mặt đất. Theo các chuyên gia, sau cuộc tấn công bằng FAB-3000 vào một đại đội hoặc một căn cứ, hầu như không còn lại gì. Đặc biệt hiện nay, loại bom này đang sử dụng trên lãnh thổ Nga, cụ thể là tỉnh Kursk. Ở một diễn biến khác, cơ quan an ninh liên bang Nga gọi tắt là FSB tuyên bố đã bắt giữ hai điệp viên Ukraine tại khu vực Kaliningrad khi đang cố gắng vượt biên trái phép vào biên giới Lithuania-Nga. Về phía Ukraine, dạng sáng ngày 3 tháng 10, nước này cũng tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV với số lượng có thể lên tới hơn 200 chiếc nhằm vào các tỉnh biên giới của Nga. Tổng số UAV ghi nhận tại các tỉnh Benkozod, Kurs và Bryansk giao động từ 170 tới 250 chiếc. Nga cũng phát hiện UAV ở nhiều khu vực khác nhau, kể cả những nơi gần khu dân cư. Ngoài ra, các UAV đơn lẻ đã xuất hiện tại thành phố Benkozod của Nga, làm dấy lên lo ngại về các cuộc tấn công có thể xảy ra vào nhiều cơ sở hạ tầng của thành phố. Theo ông Alexander Gusev, thống đốc tỉnh Vodonets, vào lúc 2 giờ 21 phút cùng ngày, lực lượng phòng không đã bắn hạ hơn 10 UAV, không ghi nhận thấy thương vong hay thiệt hại nào. Trước đó vào ngày 2 tháng 10, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Romania nên hỗ trợ bắn hạ các UAV của Nga gần biên giới nước này. Ông Zelensky cũng đề cập đến vụ tấn công mới nhất vào một bến phà của Ukraine gần biên giới Romania tổng thống ukraine nêu rõ các uav sahid tấn công cơ sở hạ tầng dân sự thông thường như bến phà xe tải và một đoàn tàu chở ngũ cốc đồng thời cho rằng nga đang nhắm an ninh lương thực khu vực và toàn cầu ông zelensky nhắc lại lời kêu gọi các đồng minh hỗ trợ ukraine đánh chặn các uav và tên lửa của nga Bên cạnh đó, ông Zelensky gửi lời cảm ơn tới các quốc gia đã hỗ trợ Kiev hệ thống phòng không và khẳng định có thể chấm dứt hành động quân sự của Nga nếu cùng nhau đánh chặn các UAV Sahit và tên lửa. Ngày 2 tháng 10, tờ Business Insider dẫn lời cựu tướng lục quân Mỹ là Gordon Davis những chiếc F-16 mà Ukraine nhận từ các đồng minh phương Tây không đủ sức đối đầu với máy bay chiến đấu của Nga. Theo ông Davis, F16 có hạn chế về tầm bay và khả năng phòng thủ, mặc dù được trang bị các hệ thống hiện đại, chúng vẫn gặp khó khăn khi phải đối đầu với các máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga. Ông Davis nhấn mạnh, Nga sở hữu hàng trăm máy bay chiến đấu hiện đại như Su-35S, Su-30SM đa nhiệm và MiG-31 có khả năng siêu thanh. Các máy bay này còn được trang bị tên lửa không đối không R-37M với tầm bắn vượt trội hơn so với tên lửa AIM-120 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Điều này làm cho F-16 của Ukraine dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa từ lực lượng không quân và hệ thống phòng không mạnh mẽ của Nga. Mặc dù F-16 có thể tạo ra một số sự khác biệt trong giai đoạn hiện tại, ông Davis cho rằng số lượng và khả năng của chúng vẫn còn hạn chế. Khoảng 20 chiếc F-16 sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm 2024 và ông tin rằng khi số lượng máy bay tăng lên, Ukraine sẽ có cơ hội cải thiện tình hình. Tuy nhiên, những chiếc F16 mà Ukraine nhận được là phiên bản cũ hơn, có hệ thống radar và khả năng chiến đấu hạn chế so với các phiên bản hiện đại hơn trong không quân NATO. Những chiếc F16 của Ukraine có giá từ 20 đến 70 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc, đã trải qua nhiều năm hoạt động và không còn nhiều khả năng chiến đấu. Chuyên gia Michael Bonnet của tập đoàn Ten nhận định, dù F16 vẫn còn có giá trị trong cuộc xung đột hiện tại, sự cũ kỹ của chúng gây ra nhiều khó khăn trong bảo dưỡng và hiệu suất. Dù được trang bị bom lượn có tầm bắn 112 km, F16 vẫn không thể vượt qua thách thức từ hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu của Nga. Cựu tướng Mỹ cho rằng cách duy nhất để cải thiện tình hình là cho phép Ukraine tấn công vào các hệ thống phòng không của Nga, nhưng các đồng minh phương Tây bao gồm Mỹ đã hạn chế việc sử dụng vũ khí tầm xa cho các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Cả Nga và Ukraine đều đang sử dụng hệ thống phòng không mạnh mẽ, hạn chế khả năng không chiến trực tiếp. Nga thường sử dụng máy bay để phóng tên lửa từ khoảng cách an toàn hoặc ném bom từ ngoài tầm bắn của phòng không Ukraine. Trong khi Ukraine cố gắng giữ F-16, tránh xa các khu vực giao tranh ác liệt để bảo vệ chúng. Dù Ukraine đã nhận được cam kết hơn 85 chiếc F-16 từ các quốc gia như Đan Mạch, Na Uy, Bỉ và Hà Lan, số lượng ban đầu vẫn chưa đủ để thay đổi cục diện chiến sự. Ukraine ước tính cần khoảng 120 đến 130 máy bay chiến đấu tiên tiến để thách thức ưu thế không quân của Nga. Tuy nhiên, F-16 vẫn giúp Ukraine cải thiện khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lực lượng không quân lâu dài. Quân đội Ukraine tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS để phá hủy radar Nebom khí tài hàng hiếm có giá là 100 triệu đô la Mỹ của Nga. Quân đội Ukraine vào ngày 3 tháng 10 thông báo các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa Ukraine đã tập kích thành công hệ thống radar Nebom của Nga bằng tên lửa đạn đạo ATACMS. Việc nó bị phá hủy sẽ khiến Nga suy giảm đáng kể năng lực phát hiện, bám bắt, đánh chặn mục tiêu khí động học và đạn đạo Lực lượng này nhấn mạnh radar Nebom là mục tiêu rất khó bắn chúng do nó thường vận hành dưới chế độ tàng hình. Mỗi tổ hợp có giá hơn 100 triệu đô la Mỹ và Nga chỉ còn 10 hệ thống đủ khả năng hoạt động. Quân đội Ukraine nhấn mạnh song không cung cấp bằng chứng về đòn tập kích cũng như địa điểm và thời điểm diễn ra vụ tấn công. Phá hủy radar Nebom sẽ tạo ra hành lang trên không giúp việc khai hỏa tên lửa Somsado và SCALP trở nên hiệu quả hơn. Được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2017, NEBOM là hệ thống radar tầm xa đa nhiệm có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách gần 600 km, sở hữu năng lực nhận diện, bám bắt các mối đe dọa đạn đạo và máy bay tàng hình. Một tổ hợp NEBOM gồm nhiều thành phần, trong đó có radar RLMM, radar mảng phá quét điện tử chủ động EASA, RLMD và xe chỉ huy KURLK. Các radar Rlmm và Rlmd có thể được thiết lập để chuyển dữ liệu mục tiêu cho nhiều hệ thống phòng không, trong đó có S300 và S400. Jozsef Chevitic, bình luận viên chuyên trang quân sự Waarzon, hồi tháng 5 nhận định nếu nga để mất một tổ hợp Nebo M, Ukraine sẽ dễ dàng tiến hành các cuộc tập kích tầm xa bằng TLATACMS hoặc Storm Shadow, SCALP-EG hơn. Mỹ năm ngoái chuyển giao cho Ukraine số lượng không xác định tên lửa ATACMS phiên bản M39 mang đầu đạn trùm, nó có tầm bắn là 165 km, đầu đạn chứa 950 quả đạn con M74 được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, khi kích nổ tên lửa phát tán các quả đạn con trên diện tích gần 110 km vuông có thể gây sát thương trên diện rộng với người và phương tiện. Ukraine đã nhiều lần sử dụng tên lửa ATACMS để tập kích khí tài giá trị cao của Nga trong cuộc xung đột. Kiev đang kêu gọi Washington cho phép Ukraine sử dụng loại đạn này để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga nhằm ngăn cản oanh tạc cơ mang bom lượn của đối phương cất cánh, song Mỹ tới nay chưa đồng ý. Nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ Yigit Saner cho rằng những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về gian đe hạt nhân có nghĩa là nhà lãnh đạo Nga đang sử dụng lợi thế của mình trước phương Tây vào đúng nơi và đúng lúc. Thư ký báo chí của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các chính trị gia nhạy cảm ở phương Tây trước đây đã coi trọng các tuyên bố của ông Putin về gian đe hạt nhân. Ông nói thêm rằng Nga tiến hành dựa trên tiền đề rằng một hoạt động quân sự đặc biệt phải kết thúc bằng việc đạt được các mục tiêu của mình. Chuyên gia Satner nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuân thủ chính sách rất bình tĩnh khôn ngoan trước những hành động khiêu khích của phương Tây. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã có những bước đi rất hợp lý và sẽ tiếp tục với tốc độ như vậy. Hãy chú ý đến thông tin mới nhất của Vladimir Putin về học thuyết hạt nhân của Nga. Điều này có nghĩa là ông Putin sẽ chơi con át chủ bài của mình đúng nơi và đúng thời điểm khi các điều kiện đang nằm trong tay Moscow. Theo ông, phía Nga phản ứng chu đáo và khôn ngoan trước những hành động hấp tấp của phương Tây, bằng chứng là quân đội Nga chiếm ưu thế rõ ràng trên tiền tuyến. Đặc biệt, chuyên gia này kêu gọi sự chú ý đến sự thất bại của cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Nhà phân tích cho biết Moscow đang đáp trả những trò hề của phương Tây trên chiến trường. Hãy nhìn những gì đang xảy ra ở khu vực Kursk. Cuộc tấn công của Ukraine đã dừng lại, quân đội Nga đang tiến về mọi hướng trên mặt trận. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó nói rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị xâm lược, kể cả nếu kẻ thù sử dụng vũ khí thông thường gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền. Ngoài ra theo ông, Liên bang Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có hành động xâm lược Belarus Tổng tham mưu trưởng các lực lượng Vũ trang Nga, Valery Gerasimov cho biết, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công với mục đích chiếm giữ lãnh thổ ở vùng Kursk, bước tiến của họ đã bị chặn lại. Ông nhấn mạnh rằng hoạt động ở khu vực Kursk sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tiếp cận biên giới quốc gia. Như Bộ Quốc phòng Nga đưa tin vào ngày 2 tháng 10, trong cuộc giao tranh ở hướng Kurs, phía Ukraine đã mất hơn 19,5 nghìn quân nhân và 135 xe tăng. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng chế độ Kiev đã thực hiện một hành động khiêu khích và đang bắn bờ bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự. Ông Putin cho rằng kẻ thù sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng, mọi mục tiêu mà Nga đặt ra sẽ đạt được ở Kursk cũng như các vùng Benkorod và Bryansk, chế độ chống khủng bố đã được áp dụng để đảm bảo an toàn cho người dân. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào ngày 2 tháng 10 đề cập đến cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi với các chỉ huy cấp cao. Báo cáo về từng khu vực tiền tuyến, năng lực của chúng tôi, năng lực tương lai và nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi, tình hình rất khó khăn, Tổng thống Zelensky lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine phải làm mọi cách có thể vượt qua giai đoạn mùa thu. Ông Zelensky tuyên bố, mọi thứ có thể làm được vào mùa thu này, mọi thứ chúng ta có thể đạt được, đều phải đạt được. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, Tổng thống Zelensky chỉ đạo hành động nhanh chóng về quân sự trong những tháng tới. Các blogger quân sự Ukraine đưa tin trong những ngày gần đây rằng lực lượng Nga đã tiến vào thị trấn trên đỉnh đồi Vuleda, nơi lực lượng Ukraine đã bảo vệ trong suốt cuộc chiến ở phía nam khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Trang Dipset trích dẫn các báo cáo của Nga cho biết lực lượng Nga đang pháo kích thị trấn và bộ binh của họ đang di chuyển trong thành phố và giữa các tòa nhà cao tầng. Theo Dipset, Nga đã dâng cầu của họ ở các quận phía tây của thành phố. Các video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy binh lính Nga đang treo cờ trên mái một tòa nhà chung cư trong thị trấn. Nằm ở các con phố phía bắc của khu đô thị nhỏ và đông đúc Vuleda, các video cho thấy nhiều khả năng là quân đội Ukraine sẽ rút lui hoàn toàn khỏi thị trấn. Tổng cộng vẫn còn 107 dân thường ở lại Vuleda, mặc dù tất cả trẻ em đã được sơ tán. Thống đốc Vadim Filaskin cho biết quân đội Nga đã tiến vào thị trấn Vuleda trong ngày 1 tháng 10, đồng thời nói thêm rằng giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Ông Filaskin mô tả tình hình vô cùng khó khăn, đồng thời xác nhận Nga đã gần như tiến đến trung tâm thị trấn. Ông nói thêm, giao tranh đang diễn ra bên trong thị trấn, vì vậy gần như không thể đưa viện trợ nhân đạo vào được. Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine đã bảo vệ Vuleda trong gần 2 năm khi lực lượng Nga cố gắng kiểm soát thị trấn này kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào năm 2022. Thị trấn tiền tuyến này nằm cách vùng Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 50 km về phía tây nam và cách biên giới hành chính với vùng Zaporizhia khoảng 40 km về phía đông. Vuleda đã trở thành chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam Donetsk và được coi là pháo đài ở vùng Donbass. Federico Bosari, một thành viên của Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, gọi tắt là CEPA, cho biết có khả năng việc mất thị trấn này sẽ đe dọa đến an ninh của toàn bộ phần phía tây nam của vùng Donetsk chưa bị kiểm soát. Chuyên gia Bosari cho biết, do đó đây là một điểm hậu cần quan trọng đối với các lực lượng Ukraine bảo vệ sườn phía nam của Kudakove. Vuleda cũng là thị trấn kiên cố cuối cùng trước làng Velika Novosinka và toàn bộ phần phía nam của tỉnh Donetsk. Đoạn đường cao tốc T-0509 đi qua phía nam Vuleda rất cần thiết cho các lực lượng Nga đang cố gắng tiến về phía Tây. Vuleda là một trung tâm hậu cần quan trọng của tỉnh Donetsk. Với việc kiểm soát thị trấn này, lực lượng Nga sẽ đẩy quân đội Ukraine ra xa thủ phủ Donetsk và giảm số lượng các cột ném bom của Kiev vào Yelenovka và vùng ngoại ô Volnovakha. Ngoài ra, điều này sẽ làm tăng áp lực lên nhóm tác chiến Kurakovo của Kiev và các điểm hậu cần dẫn đến thành phố Zaporizhia và sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục tấn công theo hướng đó. Lực lượng Nga cũng đã tiến chậm rãi trong nhiều tháng về phía Bắc với mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm các khu vực Donetsk và Lugansk. Bộ Quốc phòng Nga hôm 30 tháng 9 tuyên bố lực lượng Nga đã giành được ngôi làng Nelipipka phía nam thành phố Toretsk, một trong những mục tiêu của Moscow trong khu vực. Bộ Tổng tham mưu Ukraine không thừa nhận ngôi làng đã thất thủ, nhưng cho biết lực lượng Nga đã tiến hành 10 cuộc tấn công vào xung quanh ngôi làng. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến phương Bắc của nước này đã phá hủy một cầu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất gần biên giới ở vùng Kursk bằng một cuộc tấn công do máy bay không người lái UAV Lancet thực hiện. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, trong quá trình hoạt động trinh sát gần biên giới ở khu vực Kursk, quân nhân của nhóm tác chiến phương Bắc đã phát hiện ra vị trí bắn ngụy trang của một khẩu pháo M777 của Ukraine trong một khu rừng rậm sau khi phân tích thông tin tình báo nhận được, quyết định đã được đưa ra là tấn công vào đơn vị lựu pháo của đối phương. Một máy bay không người lái Lancet đã nhắm trực tiếp vào khẩu lựu pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất cùng với đạn dược của nó. Lựu pháo M777 do tập đoàn quân sự BAE Systems sản xuất đã chính thức gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến và lục quân Mỹ từ năm 2005 kể từ khi xuất hiện trên chiến trường Ukraine, M777 đã trở thành mục tiêu săn lùng của pháo binh quân đội Nga. Ưu điểm trọng lượng nhẹ của M777 mang lại sự linh hoạt đáng kể trong vận chuyển. Cụ thể, pháo có thể được vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau như trực thăng vận tải và mọi loại máy bay vận tải. Nhờ đó, thời gian triển khai pháo được rút ngắn đáng kể, cho phép khẩu đội nhanh chóng vào vị trí và sẵn sàng chiến đấu. Lựu pháo M777 có khả năng sử dụng nhiều loại đạn dược khác nhau để tấn công đa dạng mục tiêu. Khi sử dụng đạn tăng tầm ERFB, tầm bắn của M777 đạt 30 km, đặc biệt với đạn thông thường M982 x được dẫn đường bằng GPS, M777 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 40 km. Tốc độ bắn của M777 khi sử dụng loại đạn này là từ 2 đến 7 phát mỗi phút. Trong khi đó, máy bay không người lái Lancet được ví như là sát thủ phòng không, khác với UAV truyền thống chỉ thực hiện nhiệm vụ trinh sát, Lancet kiêm luôn vai trò tấn công uav này được trang bị đầu đạn cỡ nhỏ đa năng có khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu từ phương tiện cơ giới công sự đến cả nhóm bộ binh làn xét hoạt động như một loại đạn dẫn đường thông minh có khả năng tự trinh sát và tấn công mục tiêu theo sự điều khiển từ xa đặc điểm lao thẳng vào mục tiêu và phát nổ để tiêu diệt nó khiến nó được ví như là kamikaze tức là thần phong một thuật ngữ của nhật bản chỉ những cuộc tấn công cảm tử UAV tự sát Lancet có giá thành khoảng 35.000 đô la Mỹ, rẻ hơn đáng kể so với các loại vũ khí cùng loại từ Mỹ và phương Tây, song hiệu quả thực chiến của UAV Lancet lại vượt trội, có thể phá hủy nhiều khí tài đắt tiền của đối phương chỉ bằng một đòn tấn công.